Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 16 tháng 3, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn, trả lời chất vấn về hai vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên môi trường. Phiên chất vấn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên được tổ chức tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15, được truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh truyền hình Quốc hội để cử tri cả nước theo dõi, giám sát. Trong sáng nay, đã có 39 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với các nội dung tập trung vào tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, giải pháp đảm bảo lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản. Trả lời các câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, hiện nguồn cung ứng xăng dầu trong nước giảm do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp sự cố kỹ thuật cắt giảm sản lượng. Nguồn cung phụ thuộc phần lớn vào năng lực nhập khẩu, đồng nghĩa chịu áp lực biến động giá của xăng dầu thế giới. Trong thời gian qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã phát huy hiệu quả, kìm hãm đà tăng giá bán lẻ trong cả nước. Bộ Công Thương cho biết, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 16.800 trên tổng số 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước để làm rõ tình trạng ngừng cung ứng, đồng thời thanh tra 33 đơn vị đầu mối. Kết quả thanh tra sẽ sớm công bố khi hoàn chỉnh hồ sơ. Quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm.